Chiều nay, tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Diệu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Văn Nọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa. Qua 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, tỉnh Long An có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là phát huy vai trò cơ sở chính trị của mặt trận, đoàn thể trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố kiện toàn, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, dân chủ và thực hành dân chủ được phát huy, diện mạo đô thị nông thôn có nhiều thay đổi khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Hiện số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ 1,3%. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa chính quyền với mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở một số nơi đôi lúc chưa chặt chẽ, công tác tuyên truyền vận động chưa đi vào chiều sâu, nội dung phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội chậm đổi mới so với yêu cầu. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đề nghị các cấp ủy chính quyền, các cấp các ngành tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tập trung giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, động viên tạo điều kiện cho nhân dân tích cực thi đua sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, tập trung đổi mới mạnh mẽ toàn diện nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời kịp thời giải quyết các hiệu quả những nhu cầu chính đáng của nhân dân, nhất là giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân có liên quan trực tiếp đến đời sống việc làm. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An khen thưởng 10 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9.